Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Hoài Linh đăng video đích thân lên tiếng về ồn ào từ thiện và đính chính số tiền. Vào tối ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức đăng video trân tình đầy đủ vụ việc chữ tiền quyên góp từ thiện của khán giả suốt 6 tháng qua. Trong đoạn clip mới nhất, nghệ sĩ Hoài Linh đã đích thân lên tiếng về những ồn ào xung quanh việc quyên góp từ thiện nhưng vẫn chưa chuyển tới tay đồng bào miền Trung. Được biết, clip được thực hiện từ ngày 21 tháng 5, ngay khi bắt đầu có những điều tiếng về việc làm từ thiện. Nam danh hài nói, đây là lần đầu tiên Linh lên tiếng vì số tiền liên quan đến cộng đồng và cũng là lần đầu tiên Linh cảm thấy cần thiết lên tiếng. Trước hết, Linh xin cảm ơn những người đã đặt ra câu hỏi này cho Linh để có cơ hội trình bày với quý vị. Linh cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí đã cho Linh cơ hội này để nói lên quan điểm của mình. Thưa quý vị, Hoài Linh đã chốt số tiền ngày 11 tháng 11 năm 2020 trong tài khoản Linh đã đăng lên fanpage của mình. Số tiền đó là 13 tỷ 417 triệu đồng. Kính thưa quý vị, hiện nay tôi đã liên lạc với các địa phương để tiếp tục thực hiện công việc của mình. Để đến khi nào hết số tiền quý vị gửi thì thôi. Số tiền này sẽ gửi đến đúng người và đúng đối tượng. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh thông báo, sau khi chốt lại chính xác khoản tiền từ thiện cộng lãi suất qua những cái đã chi thì còn lại hơn 13 tỷ 770 triệu đồng. Chia sẻ thêm, Hoài Linh trải lòng, thật ra yêu thương của khán giả dành cho Linh 30 năm, Linh không biết nói sao, nhưng có nhiều khán giả sẽ thắc mắc rằng Linh có biện thủ không? Quý vị ơi, nếu lấy sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này, quý vị cho Linh ý kiến thử là Linh có nên không, chứ đừng nói đến chữ muốn. Bởi vì ông bà mình có câu, mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng. Còn nếu không nhắc số tiền này sẽ có người nói thằng Linh nó giữ để tiêu xài riêng cho nó. Kính thưa quý vị, lại có một câu rất hay là những gì không muốn người khác biết trừ khi mình đừng nên làm. Nếu Linh giữ số tiền này hôm qua quý vị không biết, thì ngày mai ngày kia quý vị cũng sẽ biết, năm sau quý vị cũng sẽ biết. Linh sẽ không làm cho quý vị những nhà hảo tâm chuyển đến cho Linh mang đến bà con miền Trung thất vọng. Sau cùng, Linh cảm ơn các ân nhân, những nhà hảo tâm trong nước cũng như kiều bào nước ngoài đã thương và gửi gắm niềm tin nơi Linh và gửi số tiền đó cho Linh. Cảm ơn khán giả từ khắp mọi nơi lúc nào cũng tin tưởng và dõi theo Linh. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và vượt qua cơn đại dịch một cách bình an. Mong cơn đại dịch này sẽ qua nhanh để có điều kiện thực hiện lời hứa của Linh là đích thân trao tặng từ thiện cho bà con miền Trung. Tôi sẽ nói lời xin lỗi với bà con miền Trung vì số tiền này đến muộn hơn dự kiến ban đầu. Trước đó, Hoài Linh đã gửi thông tin đến một số cơ quan truyền thông về việc xin lỗi và trân tình về việc quyên góp từ thiện nhưng vẫn giữ và chưa chuyển tới tay những người cần cứu giúp. Hoài Linh cho biết, tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng, mà chính xác hơn là 14,67 tỷ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, Hoài Linh nói trong clip. Tuy nhiên, trong clip vừa đăng tối qua, nam danh hài thông báo sau khi chốt lại chính xác khoản tiền từ thiện cộng lãi suất qua những cái đã chi thì còn lại hơn 13 tỷ 770 triệu đồng. Sau lần báo cáo này, nam danh hài cho biết sẽ có thêm một lần báo cáo nữa với đầy đủ các chứng từ khi đến trao tiền cho đồng bào, trong đó sẽ có xác nhận của chính quyền sở tại. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.